Xuống vị trí này hai anh em mình thấy có dấu vết của voi cả nhà. Phân voi này. Voi này cả nhà. Phân voi nó to vậy luôn cả nhà. Chứ nếu mà phân bò nó không có cỡ này đâu. Phân voi nó to mà nó sợi không này cả nhà. Khả năng là chỗ này có voi xuống đi uống nước và tắm này cả nhà. Nãy giờ mình đi dọc đường này mình thấy mấy đống phân này rất là nhiều. Khả năng là gần đây là có người nuôi voi hay là voi rừng đây. Dấu vết đây. Hello, xin chào cả nhà. Sáng hôm nay lại vào cái bãi câu cá chèn bình thường bãi câu nha cả nhà. Hôm nay đi cả khá sớm mà và gặp anh quen đây. Sớm hơn mình hả? Dạ tranh thủ đi câu sớm không mà toàn làm về tay trắng không cả nhà. Mùa này bắt đầu vào mùa khô rồi. Cá ít lên lắm. Nước thì khá là êm. Giờ mình cũng ra một hai cần để ngồi cho vui cả nhà. Hiện tại mới ra cần xong là 7 rưỡi nha cả nhà. Mà hai anh em ngồi im mà không có động tĩnh gì hết. Hôm nay 7 rưỡi mà bắt đầu sương mù đổ xuống cả nhà. Lúc sáng sớm thì không có thấy sương gì hết. Mà giờ sương mù xuống đẹp lắm. Trời đẹp, nước đẹp, cá chắc không đẹp được rồi. Ngồi canh cần tiếp thôi. Biết cái gì đây cả nhà, thấy nặng á. Nặng á. Nếu mà cái chèn phải bao cũng lạng á nha. Đâu đâu ta? Đúng rồi. Chèn đâu? Đâu rồi? Út chèn, to đúng không anh? Lên. Ôi trời ơi. Chèn cả nhà ơi. Chèn. Vô trong này là ngon rồi. Cũng chè này bao lại nhá luôn ấy. Ôi. Ngon nha. Hai này được. Tài nguyên chừng lắm. Này luôn. À, lâu quá lên được con quýu, cái thằng quýu tay hết trơn đây. Mê luôn. Thấy càng nó càng nhỏ mà nó nặng là thấy nghi nghi rồi. Ghi ghi xuống lao rồi. Ui. Đạn này to. Đây cả nhà. Em sáng giờ ngồi không thấy cá lên, bây giờ dính con là phải coi cỡ này. Phải hai bàn tay. Đã quá trời đã luôn. Trời ơi, bụng úc nục. Rồi, có cá vô thùng rồi cả nhà. Hai bà con này ngon luôn. Có cái thùng luôn cả nhà. Mừng quá. Không anh. Dính đúng không? Cái mặn bên này nè. Cái mặn bên này nè. Tiến qua bên kia xa lên. Có dính vậy không? Nặng nặng đúng không? Anh cho được. Có chèn lên tiếp cả nhà ơi. Ngon rồi. Nước này
lên hai nha cả nhà. Vô con thứ hai. Đây của cần thủ anh Lưu. Đây bây giờ lên được hai anh em mỗi người con là vui rồi cả nhà. Rồi vô thùng cho ấm. Ấy da ấm thùng. Đã có chèn là vui cả nhà. Rồi không cần nhiều, có là đỡ buồn ngủ rồi. Quá tuyệt vời. Sáng hôm nay vậy cũng được, sáng giờ nó không ăn mà giờ nó bắt đầu là đó. Lên rồi đó. Bây giờ nó mới xúc ra đi ăn á. Tranh thủ. Sáng giờ im lặng, giờ đi ăn anh ha. Ấm ấm rồi. Qua đây ngồi nói chuyện tao. Ngồi gì đâu. Thành lấy thành hả? Em con lưu có. Em giờ cần ra những chút xíu giữa đốt. Giờ là tập hợp ba anh em ngồi chỗ nha cả nhà. Hy vọng sẽ lên hàng nhiều hơn. Nắng ấm lên rồi. Hy vọng cá giờ mới ra khỏi nhà đi ăn chứ. Sáng giờ lạnh quá. Nó quấn mình trong hang hết. Giờ cởi áo ấm được rồi. Nó lên đẹp quá. Lôi được con cá thì nóng rồi đó. Lôi con cá làm nóng người liền rồi chứ. Khí thế luôn mà. Anh mới lấy một con cá cốc này cả nhà. Chà, con này cả gan tay cả nhà, hơn gan á. Ờ, hai lô đi rồi anh về sắp xếp hàng hóa. Vậy là cũng có cá rồi cả nhà. Một em cá chèn và một em cá cốc. Kêu cốc cốc. Cá này thì thôi khỏi lấy đi. Thả luôn đi hả? Thả luôn. Bây giờ thả đi. Xuống dưới thả luôn đi. Tao không có cá nhưng mà cũng đi thả cả nhà. Không có lấy con cá này. Tùy con cá cốc nào to mình mới lấy thôi cả nhà. Giờ đi anh thả em nó xuống lại đây. Chù cũng ngon ha. Không biết anh Lưu có lấy không ta. Lưu đi câu lên kia rồi. Thôi hãy mình thả lại cả nhà. Chúng câu không có cá lên cá thả lại nữa. Quá sang chảnh. Sáng hôm nay cá chèn ăn chậm quá cả nhà. Sáng giờ mình cũng nướng được có con cá chèn nó xong rồi. Giờ ngồi canh cần tiếp xem sao đây. Giờ cũng trưa rồi cả nhà. Cá sáng giờ chẳng thấy gì hết. Giờ tranh thủ mình ăn trưa chứ. À, đang làm đôi đũa này cả nhà. Cái cây này mình làm cần câu cũng ngon lắm á. Cá ăn uống rồi luôn. Cá mắm gì đâu, dạo này khó có cá quá cả nhà ơi. Đi câu vì đam mê chứ giờ này hết cá rồi. Làm được hai đôi cả nhà. Trong rừng mà có gì làm đấy thôi. Hiện tại cũng 2 giờ chiều rồi cả nhà. Hai anh em mình ngồi câu từ sáng giờ mà cá nó không lên nhiều. Hôm nay cá chèn chỉ được như đây cả nhà. Được hôm nay là câu được 3 con á. 2 con chèn với 1 con cá cốc.
Em chèn cũng to này nha. Em này nữa. Là hai em. Một con cá cóc nãy mình thả đâu đó nha. Là ba con á. Hôm nay sơ sơ được ba con à. Giờ cũng sớm nên hai anh em mình sẽ thu cần. Rồi ghé qua thủy điện sẽ bốc 4 mà an ngoài này lại nha cả nhà. Xem thử có cá dồ lên chưa. Hôm bữa là mình cũng vào sẽ bốc 4 nhưng mà sẽ bốc 4B. Mình ra ngoài này lần nữa. Rồi, giờ em mình di chuyển ra ngoài sẽ bốc 4A thôi. Lên xe. Kìa quá. Hiện tại mình đang ở cái đường kênh đào thì vào thủy điện sẽ qua 4A nha cả nhà. Bữa nay thay hình 4A đó. Hiện tại mình đang ở ngay cái miệng xã của đập thủy điện Sarabok 4A nha cả nhà. Mà mình thấy nó sâu quá. Từ đây xuống với chỗ mức ở dưới đó sâu quá, không có đường xuống cả nhà. Bây giờ đi dạo kiếm xem có điểm nào để xuống câu chỗ này không. Chỗ này nước chảy thường xuyên, giao ra sông Sarabok khả năng là dễ có cá dồ lắm cả nhà. Mình phải đi test xem thử có hay không á. Sâu lắm Sơn ơi. Sâu quấy sao xuống. Đâu bên nào? À theo đường ống nước đó hả? Ờ y bài luôn hả? Thì mình đi kiếm điểm xuống rồi cả nhà. Vừa chạy vừa kiếm điểm xuống câu cả nhà ơi. Chứ nó cao quá, sâu nữa. Không đi bộ xuống được. Cứ đi câu kìa. Hy vọng chỗ này là mình test sẽ có cá dồ nha cả nhà. Thấy nước đẹp quá. Hiện tại hai anh em mình cũng tìm được một cái điểm là nó hơi lầy lầy cả nhà. Có điểm lầy lầy chỗ này nè, có cây mát nữa. Giờ hai anh em mình sẽ đi xuống chỗ này xem sao, test xem được có cá không cả nhà. Chỗ này hai anh em cũng vô lần đầu tiên á. Đường nó hơi dốc á, mà đá dăm nhiều cả nhà, khả năng trượt cũng ghê lắm. Xì quá xì luôn. Nước chảy dữ dằn luôn. May là chỗ này thấy cũng có bóng mát cũng đỡ đỡ nè. Đi câu cực lắm cả nhà. Kiếm điểm câu rồi đi xuống rồi mà không biết có cá hay không nữa. Xì ghê thiệt cái chứ. Này có lùm cây mát nè. Dục hai bên hai đầu rồi ngồi dưới lùm cây được rồi. Giờ anh mình sẽ quăng test thử chỗ này nha cả nhà. Sau khi quăng test ở đây mười mấy hai chục lần cả nhà cũng không có cá dồ, hai anh em mình phải đi tiếp thôi cả nhà. Bây giờ leo lên lại, hồi nãy đi xuống thì khỏe, bây giờ leo lên lại cả nhà. Đi câu cá cực quá cả nhà. Đây cá dồ trên này không có, dục tăng không có là phải đi lại chỗ khác đây. Cho gì đây, giờ leo dốc đây, leo lên nó chắc thở như bò thở luôn đây. Nãy xuống thì khỏe, bây giờ lên căng. Giờ tiếp tục tìm kiếm cái điểm khác cả nha. Điểm nãy không có cá rồi. Hôm nay chắc đi hơi mệt đây. Giờ hai anh em mình lại kiếm thấy được cái chỗ xuống này cả nha. Xuống test tiếp chỗ này xem như sao nha. Không có nữa chắc đi vòng nó về quá. Cái bên đây là cánh đồng ruộng thiệt là bình yên cả nha.
có ngôi nhà sàn nữa. Tiếp tục hành trình lăn lội kiếm điểm câu cá, cái nào có để mai mốt đi câu ở nhà. Đi xuống lúc nào cũng khỏe hết, thì pha pha luôn. Chỗ này có bộ mát mẻ này, quăng xong để cần đây luôn. Test thử vô này có cá ăn cả nha. Từ căng rồi. Đấy cả nhà. Cuối cùng lên cá lăng này cả nhà, lăng vàng luôn nè. Ô vàng chanh luôn. Cái này bò vàng hả anh Sơn? Ô đã chưa. Rồi cá này ăn béo lắm nè. Ô trúng chỗ rồi cả nhà, trúng chỗ có cá rồi. Mình sẽ tranh thủ ra cần thiết thôi. Cái này có cá ăn cả nhà. Mình mới quăng lại mà nó ăn hết mồi luôn mà giờ không dính. Cái điểm này mình tưởng là nhiều cá cả nhà, mới bỏ xuống cái lên bò vàng liền, rồi bỏ cần xuống ăn từng tưởng trúng ổ rồi chứ mà muốn chết luôn. Ai về quăng thêm tăng nữa chẳng có ăn. Bây giờ đi tiếp, anh em mình sẽ đi tiếp xuống khúc nữa, test bãi mới mà xem trúng chỗ nào mà trúng ổ không, chứ ổ này hơi bị ổ này là ổ giả rồi. Ổ này đúng ổ lừa luôn, trúng dính còn lên hết luôn, đúng ổ lừa thì có dính. Câu cá mà cũng dính ổ lừa. Rồi, tiếp tục di chuyển lên thôi cả nhà. Leo xuống rồi lại leo lên. Này anh Sơn bỏ kèm vô chưa? Bỏ kèm vô chưa? Một ngày đúng là đi giúp đi thể dục cả nhà. Leo lên rồi leo xuống. Quá trời cũng mát rồi. Lại tiếp tục di chuyển coi nha. Đi kiếm bãi mới. Dính cái ổ lừa rồi. Mà kệ ổ lừa dính được con cũng được. Anh em mình chuẩn bị băng qua đập nước ở nhà. Không qua được đâu. Cảnh báo nguy hiểm. Không qua được đâu. Nước sâu. Xuống dưới gần đó đi. Nước sâu chảy xiết. Đề phòng nó cuốn, bắn luôn. Chúng ta câu vô. Ê, cảnh nhất đó kìa. Không, ý là chúng ta câu vô nè. Đẹp không cả nhà? Chúng ta dùng này ngon nè. Thôi anh sẵn cảnh này đẹp quá, anh em mình đứng đây mình test cá luôn cả nhà. Ây da. Dạ anh em mình xuống chỗ này luôn, sát đây luôn. Chỗ này có nước chảy nè cả nhà. Rửa xe không anh Sơn? Cảnh như thác cả nhà, thác đổ. Thấy bờ mương gì mà đẹp như vậy? À, thì đây là một cái mương lớn. Nghe tiếng nước chảy giống như thác đó cả nhà. Quá đẹp.
cạn hết trơn à. Cạn xịt rồi. Giờ mình sẽ xuống dưới này nha cả nhà. Quan chỗ này khúc này như sao? Chỗ này thấy cũng đẹp á. Giờ bây giờ anh em mình sẽ test ở đây là điểm cuối cùng nha cả nhà. Chỗ này không có nữa, chắc mình lên xe về cả nhà. Xuống vị trí này anh em mình thấy có dấu vết của voi cả nhà. Phân voi nè. Voi này cả nhà. Phân voi nó to vậy luôn cả nhà. Chứ nếu mà phân bò nó không có cỡ này đâu. Phân voi nó to mà nó sợi không này cả nhà. Anh em mà chỗ này có voi xuống đi uống nước và tắm này cả nhà. Nãy giờ mình đi dọc đường này mình thấy mấy đống phân này rất là nhiều. Khả năng là gần đây là có người nuôi voi hay là voi rừng đây. Dấu vết đây. Giờ mình cũng quan cận nè. Về tới nhà cả nhà. Bây giờ là sẽ bắt đầu nấu lẩu luôn. Hôm nay câu được ba con cá như nãy mình quay cái nhà đó, hai chàng to với một con cá bò kia. Hôm nay mình về hơi tối cả nhà, tranh thủ ra vườn mình hái mấy trái cà chua. Nhà các sản cả nhà thấy cà chua đã chưa? Trời ơi, cà chua đã chưa cả nhà? Hái ba trái thôi. Bên này vẫn còn nhiều trái chín lắm cả nhà. Trồng cà chua để phục vụ nấu lẩu ăn nhậu đây. Hiện tại thì nồi lẩu măng chua của mình đã hoàn thành nha cả nhà. Đây là một nồi lẩu măng chua của anh ba mình chế biến. Còn đây là cá chèn hôm nay đi câu. Cá chèn không nha cả nhà. Còn đây là rổ rau mà nãy mình hái là rau đắng cả nhà. Còn mình mua thêm ít rau nữa. Đây hôm nay ăn lẩu sơ cùng với một ca rượu táo mèo. Hôm nay thời tiết trên mình lạnh lắm cả nhà. Lạnh quá anh đang đi uống cá à. Nãy giờ lạnh quá. Đây trong hôm nay nhậu thì cũng có một cân thử như hôm bữa mình giới thiệu anh Trung. Đây là anh Sơn của mình. Anh cũng hay đi câu mà đợt này mới đi miền Tây về. Xin phép mời cả nhà ly rượu cho ấm nha. Trên mình đang lạnh lắm. Vô. Ấm. Cá lẩu này với lại uống đi rượu là tuyệt vời. Tuyệt vời. Bỏ cá vô đi hả? Bỏ cá vô. Ô, con cá này khủng à. To này chứ khủng thì cho. Trời ơi, cá đá chèn. Trời ơi, mặn lắm quá. Anh em mà đi câu được con cá chèn cỡ này về nấu lẩu là tuyệt vời luôn. Ôi, cá chèn. Ồ, con này phải cắt làm đôi chứ để nguyên đâu hết nồi lẩu đâu. Này nãy là cắt ngắn lên nữa. Còn nãy có cái vá nhỏ rồi. Cái hai cái đầu vô trước đây thôi. Hai cái đầu đi. Hai cái đầu đi. Đâu? Ba cái đầu luôn rồi chứ. Rồi. Rồi. Nó tàn nước á, cho nó sôi cái bạn. Cho nó sôi. Sôi rồi bỏ rau. Quá. À mời anh. Thôi, mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Giờ đây mình lạnh cả nhà. Ngồi ở nhà mà ăn lẩu mà uống đi rượu mèo vô đúng tuyệt vời luôn. Hôm nay là ăn lẩu nhà mình, hẹn là thời gian tới là sẽ vào rừng biên giới nhậu cùng với hai anh tại biên giới nha cả nhà. Biên giới sẽ giận trong bao hôm nay cũng đi câu mà cũng không được nhiều lắm nhưng cũng được thời lẩu được mà bận anh em là như vậy là nhiều lắm rồi đó. Anh em mà đi câu được như vậy về là cũng như là say mà no á, say cả tí no say luôn. Ở đâu anh này? Ấm áp cho nó vào nè. Bánh nhà chồng rồi nè. Cà ráng nè. Nè, sẽ có tối tối ra hái á. Có đã. Rau nhà trồng cá thì đi câu. Câu muối được tự ngâm. Tự ngâm. Tự tốt hết.
bát nữa anh bảo được. Cá thứ ba là bắt đầu là cá chín. Cá nó về làm rất nhanh, chế biến rất nhanh, rồi đi luôn nhanh, chèn là làm rất nhanh, chèn nhanh chín mà ăn rất ngon nữa. Chèn đây thì chúng đi anh em ngồi ngủ ở đây đi sang chèn là chín, cứ sang chèn thôi. Nha. Mở nhà ăn lẩu của mình nha. Cá chưa chín ăn rau trước. Quá đã. Rồi, cái chàng chín rồi cả nhà. Trời đã vậy. Làm chàng mới lên. Bỏ vô 3-5 phút là cá chín rồi. Thịt và ngơm mà. Đã thì chèn vờ lắm nha, mời cả nhà nha, những cái chèn tươi nha, ngon ngọt luôn. Ngọt béo đó, đi đi ăn chèn này là cuộc sống khó vậy. Những ai trong miền nó câu được chèn không ngồi đâu, nếu mà con chèn không vậy ha, chèn không dễ không. Cái chèn không có xương trong là mình ăn nó ngon. Cái chèn dơm nè, còn gắp chín rồi á, gắp ra 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 đi con, bỏ ra đấy mới đổ nó xuống trong rồi chưa đấy, bỏ ra đầu lẩu luôn, bây giờ thứ màu tôi bỏ vô luôn. Trời ơi, coi dính giữa rồi nó còn nói tình nó dài đi chưa. Về rồi. Câu không có trong quả mình về mình chế biến rồi mấy anh em ngồi uống cái ly coi như là hưởng thành quả. Một ngày cũng một thành quả. Được làm được bữa mình vừa lại lại lại. Cảm ơn thầy nè. Sau đó từ ăn không? À, con này là cái đầu khủng bố nha cả nhà. Do chụp chặt con này phải ký á. Cả nhà, đồ to đã. Con này phải cao ký chứ. Cho để gì không hết. Bức quá to, chèn to quá to. Nó ăn sướng không? Ăn sướng. Ô, mấy thịt ăn bữa cái thì sướng hưởng thành quả mình đi câu cả ngày gian ra. Ôi, mấy thịt này cả nhà. Trời cá đã chưa? Nó vàng. Chấm miếng mắm này chứ. Ôi giời. Làm miếng làm đi được hết chứ. Làm đi được đúng không? Sướng. Trời ơi. Cái ngon quá toàn nãy giờ lo ăn không à. Bây giờ cá này quá. Nó có xương dâm à, ăn nó cá ngọt thiệt đấy chứ. Tự tin. Nó cao gì tại vô nhìn ngon. Nó một cá sông về ăn ngọt thiệt. Cá sông mới câu về. Đặc biệt là cá chèn. Cá chèn nha cả nhà. Cá chèn là nấu lẩu là nhín chết luôn á. Không, mời cả nhà luôn. Mời nhà đi. Mấy anh em mình là vui vẻ. Câu xong là thích gì á? Về làm cái cho ngon. À. Mấy lúc đầu ra bỏ con cá bò vàng vô. Chiều thành giúp và cá bò vàng này. Đó, bò vàng á. Mở vô luôn. Về bả kiểu màu nha. Rồi lên bả vàng khe. Với anh em mà đi câu cá chèn thì mình có thể gặp mấy con như vậy là hơi tuyệt vời luôn. Cái miếng thịt nó đã chứ. Đôi mấy con cá mà con chèn lá nó nhỏ à. Chèn lá nhỏ nhưng mà túc cái là ngon. Đó, con cá này miếng thịt nó dày dày cả nha. Đồ nó dày luôn. Này là chèn kết. Đồ đã quá. Cái dòng này to là còn có loại chèn lá nữa. Là nhỏ thôi, không to.
lá mình nhìn thấy nhìn thấy bên này mình thấy bên kia luôn, nhìn là nhìn lá bên trong kia thấy bên kia luôn đó, nhìn quá là từ bên kia qua bên kia luôn. Con này nhanh chín nè, con này mỏng hơn nè, quá là cá luôn, đẹp xỏm đẹp xỏm, ngon mẹ nè. Thôi thì video hôm nay của mình thì cũng xin tạm dừng tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào những video sau nhé. Sẵn rồi anh em mình cùng chào cả nhà luôn. 2 3 vô chào nha. Chào cả nhà. Quá tuyệt vời.